Bài ôn tập chủ đề thực vật và động vật. Cùng vào hoạt động 1 nhé. Mời các em cùng thực hành quan sát cây ở trường nào. Mời các em quan sát vườn trường có những cây gì nào. Cây có hoa màu đỏ và nở vào mùa hè là cây gì vậy các em? À, là cây phượng vĩ. Cây phượng vĩ có lợi ích gì? Cho chúng ta bóng mát. Trong sân trường còn có gì nữa nào? Có cây bàng. À, cây bàng cũng cho ta bóng mát. Ngoài các cây bóng mát, còn có cả các cây hoa trong bồn đang nở hoa vàng rực, cho ta cảnh đẹp và hương thơm. Đây là các loài cây thường được trồng ở trong trường học. Các em có thích không? Các em đã biết được lợi ích của các loài cây trong trường rồi. Chúng ta cùng qua hoạt động 2. Hoạt động 2. Kể tên các bộ phận bên ngoài của cây. Cây gồm có rễ, gốc, thân, cành, lá, hoa. Mời các em cùng quan sát. Rễ mọc ở bên dưới đất, hút chất dinh dưỡng để nuôi cây. Và phần bên dưới là gốc cây. Còn đây là thân cây, vỏ sần sùi màu nâu xám. Và trên cùng là ngọn cây. Rồi đến cành cây mọc ra từ thân cây. Và đây là lá cây màu xanh. Cây phượng có hoa đỏ đỏ rất đẹp. Các em biết được lợi ích và các bộ phận của cây rồi. Vậy thì làm cách nào để chăm sóc và bảo vệ chúng đây? Bây giờ chúng ta cùng vào hoạt động 3. Hoạt động 3, chia sẻ. Vậy em chăm sóc, bảo vệ các cây trồng như thế nào? Hãy chia sẻ với mọi người xung quanh để cùng thực hiện nhé. Các bạn đã chia sẻ cách chăm sóc và bảo vệ cây như sau. Tưới nước cho cây thường xuyên. Ắt sâu. Ống phân. Không bẻ cành, hái hoa. Đúng rồi đấy các em, đây chính là các cách bảo vệ và chăm sóc cây. Vậy các em hãy ghi nhớ và thực hiện tốt nhé. Bây giờ thì nghe cô dặn dò nhé. Các em ở nhà hãy sưu tầm tranh ảnh về các con vật để tiết sau chúng ta học tập tốt hơn. Tiết học đã kết thúc. Cô chào tạm biệt các em.